Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MyRotation năm 2023. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng dạng bảng trong phần mềm nha. Rồi bắt đầu tao vào thực hành luôn nha. Đây, dạng bảng này, Anino này. Rồi dạng bảng này nha. Rồi tao bấm vô. Ở đây tao chọn là 44 nha, thứ hai tao chọn là 6, 6 thì cũng được, thì nó hiện ra nè, thấy không? Đó, góc quay bảng như thế này vô đây hết nha. Rồi hôm nay cái này trước nha. Rồi, sau khi bấm vô đây nè, tao muốn chỉnh gì đó tao bấm cái đầu vô, giờ nhấp đầu vô đây. Ta bấm là số thứ tự. Đó. Giả sử cái này, ta bấm là số 1 đi, nhấp đầu vô nha. Rồi số 1. Rồi. Cái này bấm vô số 2. Rồi. Cái này bấm vô số 3, ví dụ vậy nha. Đó. Số 4. Rồi. Số 5. Rồi, giả sử ta muốn chọn của nó, ta quét hết. Rồi. Quét nó nha. Rồi xong. Vô đây nè, chỉnh vô giữa nè, thấy không? Chọn vô, chỉnh vô giữa nè. Tất cả chức năng nằm đây nè, các bạn muốn làm gì làm vô đây hết các bạn. Rồi, cái này giả sử ta thêm chữ ghi chú vô đây đi. Cái này là bản nha. Ghi chú nha. Rồi. Đây. Còn tôi muốn nó có dấu thì nhớ chẩn theo thăm cho mình nha. Đó. Đơn giản như bạn. Cứ nhấp đâu vô sửa bình thường nha bạn. Và nhấp đâu vô nè. Đó. Cái này hiện lên cái bảng này cho mình chọn nè, độ cao, độ dài, độ rộng nè. Cho cái bảng luôn nha. Nè. Đó, các bạn chỉnh như đây. Ví dụ như đây cho 60 đi. Nó rộng rồi thấy không? Còn cái này là cho nó là 300 đi. Đó, nó rộng rồi đó các bạn. Nhìn trong đây nè. Đây là tôi mới hướng dẫn cơ bản đó nha các bạn. Border nè, không à. Chữ tay nè. Rồi, fill. Muốn màu nó màu gì fill ra. Cho nó màu xanh đi, chỉ cho màu xanh đi. Nó thấy không? Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.